Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là Namhat Channel đấy. Lời đầu tiên thì cho Namhat gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ, leo rank thật là thành công, có những trận đấu thật là hấp dẫn. Thì trong trận đấu này khá là lâu rồi Namhat chưa quay trở lại với vị tướng Deck Trá. Thì trong trận đấu này Namhat sẽ làm về Deck Trá. Với Deck Trá thì anh em có thể đi rất là nhiều vị trí luôn. Đi ở khu vực đường rồng ok, đó là đi trợ thủ ấy. Đi ở khu vực đường ta thân ok, và đi rừng cũng tốt, vị trí nào cũng được cả. Trận đấu này thì mình mang đó lấy Deck Trá đi rừng. Đầu trận thì bị tem bên đích sáng cướp té nó con mưa đỏ mặt rồi. Thế này thì hơi thọ xỉu rồi. Ok, thì với vị tướng Deck Trá này thì nó có những điểm mạnh và điểm yếu như thế nào thì tất nhiên thì mình cũng sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em luôn. Nói vị tướng này thời điểm hiện tại thì chơi có được hay không, mình nói chơi thoải mái nhá. Vị tướng này là một chất tướng có thể vào can quẹt rất tốt, bắn trụ tốt. Tất nhiên thì nó cũng có gọi là những điểm yếu, thì xíu nữa thì mình cũng sẽ phân tích cụ thể dành cho anh em luôn. Trước hết thì lên level 4 trước đã, để có thể gọi là có chiêu cuối và có thể cống trụ một cách gọi là bắn trụ tốt hơn và không sợ tướng địch gọi là sốc đám các kiểu. Rồi pha này bắt vào vị trí của Bizan Temendic. Này thì Bizan nhỉ, chơi ổng solo không? Ok, tình huống này thì mình chờ đó là Zuka lên phám đám lính đó nhá. Chỉ ăn một con lính thấp máu nhất thôi. Đây, pha này bắn được này, có chiêu cuối rồi này. Bắn luôn Zuka ơi, quất luôn, chạy đâu. Một đánh này. Uầy. Nhấp chiêu cuối. Nhấp chiêu cuối vậy mà cuối cùng lại không bật được chiêu cuối anh em ạ. Bí gián nó làm choáng ấy. Thôi xong rồi, tư kẻ gọi là sắn môi bí gián biến thành đó là con môi. Cả mình và Zuka thì biến thành con môi dành cho đó là vị trí của bí gián. Lỗi anh em ạ. Bí gián của tém địch gãy lưa ga. Ok bạn. Tình huống đó thì công nhân làm choáng phạt bí gián, nó làm choáng phạt hất túng thì chiêu đến từ chiêu 1 thì vậy. Mình nhập chiêu cuối nhưng mà không được. Cũng hơi chủ quan, bật chiêu cuối hơi muộn xíu nữa ấy. Thiên và Tài thì vào lại té mình thì đáng câu cứu, đáng bảo rồi là lại gánh với. Thì lúc nãy thì mình mất con búa đỏ này là cũng không gánh được di chuyển lên trên kia. Rồi bây giờ thì sẽ xuống gánh cung đường rồng nhá. Hiện tại thì Temendic đang bị ngắt cái trạng thái biến về, nhưng mà cũng không thể cống được anh em ạ. Mình lùi lại phá một xíu trước đã, mình thì cũng đang khá là thọt. Đầu trần thì mất bùa rồi, mất thêm đó là một điểm hạ phục đến từ sai lầm của mình nữa. Thế là phá một xíu thôi. Đối với Deck Trá thì cũng rất cần có đô. Có đô thì xíu nữa cái lượng sát thương của Deck Trá sẽ cực kỳ là to luôn. Double kill dành cho vị trí của Van Heo. Rồi pha này mình lại bắt này, cứu vào vị trí FP Temen mình này. Ôi lùi về đi FP ơi. Ôi thôi xong rồi, FP Temen pha đỏ lùi về là ngon rồi. Bởi vì mình vẫn đang còn chiêu cuối, chưa cần sử dụng chiêu cuối nữa mà. Ăn được cái màn chấm dứt của Van Heo tìm bên đi. Tưởng là lời nhưng mà cuối cùng thì FP Temen cũng phải lên bảng điểm số. Pha này láo đéo cũng khá là thấp máu. Ôi thôi xong rồi, mình thì cũng phải gọi là về tế đàn luôn rồi. Khi mà bị cùi lén của tém địch lại vẹt, Zuka tại mình tốc biển trời luôn vào vị trí của cùi lén tém địch. Cùi lén liệu có chạy được hay không? Còn một xỉu máu. Thế luôn à, có lẽ là hơi nhò đến từ vị trí của Zuka. Zuka về đặt cái tên gọi là nhò. Thì về chiêu thức của vị tướng Deck Trá thì mình phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất thì anh em dí vào thì giúp Deck Trá tăng tốc độ di chuyển. Và cái lưỡi cứa thì sẽ
gọi là nhả phát thì trúng cái mục tiêu gọi là xa nhất anh em nhé, mục tiêu xa nhất nhé. Tức là khi anh em dí chiêu một á thì cái lượng sát thương mà đối phương gọi là xả vào vị trí của đách trá thì nó sẽ xả, anh em thả một phát xả vào vị trí xa nhất. Đây, tăng tốc độ di chuyển này, đòn đánh thương thì cũng có lượng sát thương ok hơn. Cái này thì bật luôn, đó là chiêu cuối quất vào vị trí ăn được màng của xạ thủ tay bên địch rồi. Quay trở lại, L'Oreal thì đang múa các kiểu nhưng mà không sao cả, ăn được cái double kill. Và tình huống này thì cháu nào của tay bên địch chắc lùi về được rồi, nên là mình cũng không cố gắng đuổi theo nữa. Ok, thì đó là về phần đó là chiêu thứ nhất. Còn chiêu thức thứ hai thì anh em kích hoạt một phát thì sẽ gây sát thương. Bên cạnh đó ấy, thì khi anh em gọi là sử dụng chiêu hai thì các đòn đánh ấy anh em thấy thì có hồi phục máu. Bên cạnh đó thì gây sát thương lán nữa ấy. Đó là về chiêu thức thứ hai. Chiêu thức thứ hai thì đám khủng là ok ấy. Còn về chiêu cuối thì anh em kích hoạt một phát thì mòi sát thương mà vì tưởng đách trá gánh chịu, kể cả sát thương từ trụ nhà chính, trụ tế đan các kiểu ấy thì sẽ chuyển thành máu, nhưng mà tất nhiên một lần thì sẽ không vượt quá 20% máu tối đa. Tất nhiên khi mà kiểu là anh em kích hoạt chiêu cuối phát đối phương dồn đám thì anh em đầy cây máu luôn ạ. Rồi pha này quật luôn này, kích hoạt chiêu cuối này anh em thấy chưa, đấy chuẩn bị gọi là đầy cây máu luôn, chỉ còn một xíu máu kích hoạt chiêu cuối phát đầy cây máu luôn. Nên là vì thế nói cái đồ hồi phục máu ấy thì có lẽ là đến tá rá, đến các chất tường khác, đến lự bố rồi cứu gót các kiểu. Còn phải gọi đó là vị trí của đách trá này gọi là ông nồi anh em ạ. Bởi vì vị tướng này hôi máu quá là kinh luôn. Nói chung khi kích hoạt chiêu cuối ít nhất anh em bất tử trong vòng 3 giây. Đấy, nếu mà đối phương không đánh anh em á thì anh em sẽ không được hồi phục. Còn nếu mà đối phương càng đánh anh em thì anh em lại hồi phục máu. Đó, đó là ít nhất kích hoạt, đó là chiêu cuối thì anh em bất tử trong vòng 3 giây. Đây, pha này thì mình lại có chiêu cuối rồi này. Kích hoạt chiêu cuối lên này. Đây, Van Heo bắn mình phạt đầy cây máu luôn. Anh em thấy hồi phục máu kính không? Chỉ còn một xíu máu, một lát sáu đầy cây máu luôn. Thì đó là tác dụng của chiêu cuối. Có chiêu cuối thì vị tướng đách trá này anh em có thể bắn trụ thoải mái, bắt tướng đi thoải mái, đặc biệt là những vị tướng máu giấy á, thì đách trá ở giao đoạn V6 cái lượng đám sát thương cũng rất là to. Đách trá thì mình không phải là lên theo thiên hướng gọi là đô thủ, mà mình sẽ lên phun đám luôn nhá, phun đám mạnh nhất dành cho vị trí của đách trá luôn. Chúng về chiêu thức thì vị tướng này cũng khá là đơn giản và cách chơi cũng vậy thôi. Anh em cứ kích hoạt rồi là chưa một tăng tốc độ di chuyển dành cho mình, lại tiếp cận rồi đánh thương cho mình một phát. Sau đó thì sử dụng gọi là chiêu hai gây sát thương và các đòn đánh thương tiếp theo thôi. Chiêu cuối thì anh em nên nhớ là bật một cách hợp lý để đánh trá có khả năng gọi là bất tử trong vòng gọi là 3 giây. Mọi sát thương gánh chịu thì sẽ chuyển thành máu. Đó là anh em nên lưu ý cho mình, đó là bật chiêu cuối một cách hợp lý. Tránh trường hợp ở giai đoạn đầu trận ấy, mình chưa kịp bật chiêu cuối thì đã phải gọi là lên bảng điểm số rồi. Hiện tại bây giờ thì cháu ná của tém địch thì đang đẩy cảnh ở khu vực đường rông. Bí gián của tém địch thì đẩy cảnh ở khu vực đường tà thân. Còn tính bên mình thì đang đẩy đó là thể lính ở đường giữa. Bí gián của tém địch may được. Ô pha này quy lên, ê quy lên láng ạ. Ừ, ngon. Rồi pha này bắt này, bắn trù này, điểm mạnh của đách trá là anh em thấy thì bắn trụ lùi ra vẫn đang còn rất là nhiều lượng máu. Bởi vì anh em biết rằng ấy, vì tưởng đách trá này là khi bắn trụ ấy, trụ bắn anh em kích hoạt chiêu cuối thì cũng sẽ chuyển thành gọi là máu dành cho đách trá luôn. Nên là vì thế anh em quá là ok luôn. Và Van Heo tem đi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nói chung bắt những chất tường kèm cơ đồng thì sẽ cực kỳ là dễ luôn. Như Van Heo theo nát gión cả kiểu ấy. Còn những chất tưởng cơ đồng thì đánh trá này sẽ hơi khó bắt, đó là điểm yếu của vị tướng này. Về phần trang bị dành cho đánh trá thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì sẽ lên kiếm truy hồn đi rừng.
Thứ hai thì dây kiến thương kháng hiệu khống chế. Thứ ba thì sẽ lên thương xuyên phá, gia tăng thêm lượng công vật lý và xuyên giáp. Thứ tư thì thức hợp kiếm để những cú đánh sẽ đau hơn. Thứ năm sẽ lên thành kiếm chí mạng. Và cuối cùng gọi là giáp hồ mệnh để đảm bảo an toàn, đó là build đồ mình sử dụng dành cho vị trí của đạch trá nhá. Build đồ này thì cái lượng đám của anh em sẽ cực kỳ là to luôn. Ôi hiện tại thì tém bên địch vẹt được rồi. Ôi quý len triple kill luôn. Ê nó định bắt mình kích hoạt chiêu cuối luôn. Ê bạn bị áo nhảy đầy cây máu luôn. Anh em thấy vừa một máu làm phạt gọi là đầy cây máu. Bởi vì tình huống đó thì quý len thấy mình thấp máu ấy. Nhưng mà không ngờ gọi là mình bật chiêu cuối phạt nó vào sệt sệt phạt. Và mình đầy cây máu luôn và ăn được cái màn chấm dứt của quý len tém bên địch. Quý len hơi bị xanh luôn ấy. Vừa lùng được cái triple kill. Thì trận hiện tại thì cũng đáng hoa hoàn dành cho team bên mình thôi. Và team bên địch 13-17 dành cho hai bên. Rồi pha này mình sẽ lại bắt đó là van heo của team địch, anh em thấy đám to chưa? Một phát thêm phát nữa là van heo bay mau rồi. Nói chung đám của vị tướng này ở giai đoạn cuối trận thì rất khỏe luôn. Bây giờ có thành kiếm những cú đánh ra chỉ mang là thì ok. Van heo của team địch giữ vậy. Giữ chứ lấy không giữ. Về phần phù hiệu thì mình sẽ sử dụng má chủ nổ sát thương nữa. Rồi và này bật chiêu cuối lên quật luôn này. Chơi luôn này, đánh luôn này. Và lau reo của tém địch thì lui về rồi. Bây giờ thì team bên mình lại có lợi thế trước so với team bên địch xíu rồi. Nhưng mà cũng không phải là nhiều. Và này tấn công luôn này. Bắt luôn vào vị trí của Bizan này. Và tiện Bizan lên bảng điểm số. Tình huống này thì mình còn 7 giấy nữa mới có chiêu cuối nên là cẩn trọng một xíu. Rồi tình huống này núp đấy này. Quay trở lại đấy này để xem có bắt được ai không nhá. Nhưng mà bị lộ tầm nhìn mất rồi. Bây giờ di chuyển xuống bắt trở là van heo tìm biết đích này rồi chạy đâu. Van heo đã bị trầm trọng lực của Zuka tiến về tế đàn rồi. Đấy là cơ hội dành cho team bên mình. Gọi là tổng tấn công lên luôn anh em ạ. Tất nhiên kết thúc được trận đấu thì mình nghĩ là chưa, nhưng mà lấy được những đường lý siêu cấp là ok rồi. Rồi pha này mình sẽ bắn trụ chơi luôn này, quất luôn này, đánh luôn này, đập luôn này, bật chiêu cuối lên này, hồi phục đầy cấy máu luôn này. Vừa ăn được trụ, vừa ăn được tướng địch, vừa vẫn đầy cấy máu rụt ra an toàn. Thì anh em đó là điểm mạnh của vị tướng đách trá. Khi anh em bắn vào trụ kể cả tướng địch tống đánh anh em nhưng mà trù bản anh em vẫn được hồi phục máu khí bật trở lại chiêu cuối. Đó là điểm mạnh của vị tướng này, đó là khả năng can quẹt của vị tướng này. Tất nhiên điểm yếu của vị tướng này đó là đồ cỡ đồng, gặp những chất tướng mà cỡ đồng thì sẽ không được quá tối ưu. Rồi tình huống này đáng nhận thấy tầm nhìn của team Mendic bắt vào vị trí của Bizan nhá, chơi luôn này, chạy đâu bạn ơi. Tê tải làm chậm một phát này, quật luôn này, mình đang còn chiêu cuối nên là thoải mái, quật luôn anh em ạ. Quật luôn, vẫn đáng con, đó là chiêu cuối chưa cần sử dụng. Ui lén, ui lần này nó khốn rồi. Tôi xong rồi, lần này thì mình sai đây anh em ạ. Lần này thì nó khốn, mình tưởng là nó tăng hình phạt nó lại bắt mình. Ai dè là mình kích hoạt chiêu cuối phạt nó không bắt nữa. Và mình hết chiêu cuối, lau reo tem đi. Bật đài phản xét lên. Và mình tiễn mình lên bảng điểm số. Nói chung khi đổi đâu với đách trá, khi đách trá bật chiêu cuối thì anh em đừng có đánh nhá. Tất nhiên thì thương đó là anh em hơi lỡ nhịp một xíu là cứ đánh nó. Nhưng mà thực tế khi bật chiêu cuối thì anh em đừng có đánh. Đánh thì nó lại hồi phục máu. Với bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sáu ngọc đỏ. Chỉ mang ngọc tím hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Và có lẽ là trận đấu thì cũng kết thúc ở đây rồi khi mà team mình tổng cận trống luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye.